Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng một cuộc đối đầu giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đồng nghĩa với chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến quan hệ của Moscow với phương Tây xấu đi nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh lạnh. Ông Putin thường cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh rộng hơn nếu NATO can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng. Như trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Triều Tiên ngày 18 tháng 3 tiến hành cuộc huấn luyện sử dụng pháo phản lực phóng loạt siêu lớn cỡ nòng 600 ly với sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Giới chuyên gia cho rằng đó có thể là rocket bắn từ pháo phản lực siêu lớn KN-25. Pháo phản lực phóng loạt siêu lớn của Triều Tiên được xếp vào loại tên lửa tầm ngắn có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc trong tầm bắn. Triều Tiên tuyên bố có thể gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật lên vũ khí như vậy. Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày 18 tháng 3 đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nhấn mạnh các quốc gia bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không gian Vũ trụ cần tuân thủ hiệp ước và không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, đồng thời không phát triển các loại vũ khí này. Động thái này được đưa ra sau khi có thông tin Nga đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân chống vệ tinh phóng từ vũ trụ. Nga đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định nước này phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong vũ trụ. Quân đội Israel ngày 8 tháng 3 tuyên bố đã tập kích vào bệnh viện Al-Shifa tại giải Gaza, dựa trên tin tình báo chính xác, và tiêu diệt hơn 20 tay súng. Quân đội Israel gặp sự chống trả khi tiến vào bệnh viện, khiến một binh sĩ thiệt mạng. Phía Israel cho biết đã bắt giữ 200 nghi phạm khủng bố và đang thẩm vấn những người này. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cáo buộc chiến dịch của Israel đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đồng thời gây hư hại tới cơ sở vật chất của bệnh viện. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedan Patel ngày 18 tháng 3 cho biết các bên liên quan ở Haiti đã tiến rất gần tới việc đạt được nhất trí về các thành viên của hội đồng chuyển tiếp, cũng như trong việc duy trì thảo luận tích cực với các nhà lãnh đạo của cộng đồng Caribe CARICOM. Trước đó, chính phủ Haiti đã tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm ở khu vực phía tây thủ đô Port-au-Prince đến ngày 20 tháng 3, trong khi tình trạng khẩn cấp vẫn duy trì đến hết ngày 3 tháng 4 khi các bạo lực băng đảng vẫn chưa hạ nhiệt. Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tái khẳng định ý chí đấu tranh không mệt mỏi chống các lệnh bao vây cấm vận và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Trong thông điệp chia sẻ trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh cam kết của chính phủ đối với người dân và nêu bật sức mạnh của tình đoàn kết. Theo ông Díaz-Canel, thế lực thù địch luôn muốn kích động bạo lực gây mất trật tự xã hội tại Cuba, lợi dụng một số sự việc tại đảo quốc này để truyền bá thông điệp thù hận, hòng âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Díaz-Canel đã nhấn mạnh quan điểm của Đảng Cộng sản Cuba, nhà nước và chính phủ là quan tâm đến yêu cầu của người dân, lắng nghe, đối thoại, đồng thời giải thích trong bầu không khí cởi mở, bình tĩnh về những nỗ lực mà các cơ quan chức năng đang thực hiện để cải thiện tình hình. Ông Díaz-Canel khẳng định cách mạng Cuba được viết bằng máu, bằng sự hy sinh, bằng ý chí thép và nhân dân Cuba kiên định trên con đường đã chọn từ năm 1959 này. Liên minh châu Âu EU và Philippines ngày 18 tháng 3 chính thức tái khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do FTA trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu nguyên liệu thô cần thiết để phục vụ quá trình chuyển đổi xanh. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Philippines. Với thương mại song phương năm 2022 đạt 23,1 tỷ euro, hai bên dự báo FTA song phương sẽ giúp tăng trao đổi thương mại thêm 6 tỷ euro mỗi năm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ chính thức tuyên bố chấm dứt chính sách lãi suất âm, tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm với mức nâng lãi suất cơ bản từ âm 0,1% lên khoảng 0% đến 0,1%. Quyết định trên cũng khiến BOJ trở thành ngân hàng trung ương cuối cùng chấm dứt lãi suất âm và kết thúc một kỷ nguyên tìm cách thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính sách tiền rẻ, lãi suất thấp giúp người dân đi vay tiền dễ dàng.
Cảnh sát và lực lượng an ninh Pháp vừa thực hiện cuộc diễn tập bảo vệ ngọn đuốc Olympic trước khi diễn ra sự kiện Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 vào mùa hè này. Theo kế hoạch, cảnh sát sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các mối đe dọa dọc theo tuyến đường rước đuốc và người rước đuốc cũng sẽ được khoảng 100 sĩ quan cảnh sát bí mật bảo vệ. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp chống máy bay không người lái cũng được tăng cường thực hiện. Dự kiến ngọn lửa Olympic sẽ được đưa từ Hy Lạp tới Pháp trong ngày 8 tháng 5 tới. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18 tháng 3 cảnh báo phương Tây rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Liên minh quân sự NATO do Hoa Kỳ đứng đầu sẽ đồng nghĩa với việc thế giới này chỉ còn một bước nữa là đến thế chiến thứ ba. Tổng thống Putin nhấn mạnh không ai muốn thấy một kịch bản như vậy. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Putin giành được số phiếu ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Theo đó, ông nắm chắc khả năng tái đắc cử Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tới. Phát biểu trước những người ủng hộ và báo giới sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow biết rõ về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang thúc đẩy việc triển khai binh sĩ ở Ukraine. Tổng thống Nga cũng đã tính đến khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga, đồng thời cảnh báo rằng không thể loại trừ khả năng này. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại, nhưng mọi người đều biết rằng đây sẽ là một bước tiến ngắn đến một thế chiến toàn diện. Tôi nghĩ không ai mong muốn điều đó xảy ra. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng phương Tây không thể loại trừ triển khai binh sĩ tới viện trợ Ukraine. Sau đó, ông Macron cũng mô tả Nga là một đối thủ, tuy nhiên nhấn mạnh rằng Paris sẽ không tiến hành chiến tranh với Moscow. Bình luận về bài phát biểu của ông Macron, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng mặc dù binh sĩ NATO ở Ukraine theo dự kiến sẽ chỉ đóng vai trò phụ trợ, giúp đỡ Kiev huấn luyện binh sĩ, nhưng điều này không khác gì nhiều với vai trò của lính đánh thuê. Ông nói thêm rằng Nga mong muốn Pháp tránh leo thang xung đột, thay vào đó là tìm ra một giải pháp hòa bình. Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng Nga có thể buộc phải tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát nhằm ngăn chặn Ukraine pháo kích vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do NATO cung cấp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã làm rõ thêm rằng biện pháp do Tổng thống Nga đề xuất là cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng pháo và máy bay không người lái của Kiev nhằm vào các khu dân cư và cơ sở dân sự của Nga. Chúng tôi chỉ có thể được đảm bảo bằng cách tạo ra một hành lang nhất định, một vùng đệm nhất định để bất kỳ phương tiện nào được dùng để tấn công đều nằm ngoài tầm với. Theo Reuters, trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công chống lại Nga, pháo kích vào các khu vực biên giới và thậm chí sử dụng lực lượng ủy nhiệm để cố gắng xuyên thủng biên giới Nga. Ngày 18 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod bằng hệ thống pháo phóng loạt RM-70 Vampire. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 10 tên lửa tại khu vực biên giới giữa hai nước. Trước đó, vào ngày 17 tháng 3, Nga đã bắn hạ 9 tên lửa phóng từ hệ thống Vampire trên vùng Belgorod, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Các lực lượng Nga đã bắn hạ 23 tên lửa phóng từ Vampire trong ngày qua và phá hủy một xe chiến đấu Vampire MLRS gần biên giới Belgorod với Ukraine. Trước đó, quân đội Nga và cơ quan biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang FSB cũng đã ngăn chặn một nhóm trinh sát Ukraine tiến vào làng Konjica, nằm ở vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 18 tháng 3 tuyên bố nước này và Đức chuẩn bị triển khai binh sĩ tham gia lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu trong tháng 7 tới. Đây là một phần của sáng kiến La Bàn chiến lược vốn được Liên minh châu Âu-EU thông qua vào tháng 3 năm 2022 sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine. Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamysky đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Boris Pistorius nhân chuyến thăm Ba Lan. Theo đó, mỗi nước sẽ triển khai 2.500 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng tham gia lực lượng phản ứng nhanh phù hợp với các mục tiêu đề ra của kế hoạch La Bàn chiến lược. Chúng ta đang chuẩn bị cho những mối đe dọa mà chúng ta có thể phải đối diện trong những năm tới. Chúng ta từng không nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến ở châu Âu, nhưng điều đó đã xảy ra tại Ukraine và kéo dài hơn 2 năm qua. Điều chúng ta rút ra được chính là các đồng minh tại châu Âu cần phải luôn sẵn sàng.
được thông qua vào năm 2022, kế hoạch này cung cấp cho EU một chương trình hành động đầy tham vọng nhằm tăng cường chính sách an ninh và quốc phòng của Liên minh, trong đó có việc thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh tương đương cấp lữ đoàn, tức là khoảng 5.000 quân. Trong đó, nhóm trực chiến được đóng góp lực lượng từ các quốc gia thành viên khác nhau và luân phiên 6 tháng một lần. Lực lượng này đã có những cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2023 và dự kiến đến năm 2025, lực lượng này sẽ đủ năng lực hoạt động nhanh chóng tại bất kỳ điểm nóng nào. Ngoài ra, Đức và Ba Lan cùng với Pháp cũng chuẩn bị lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho Ukraine. Một số quốc gia châu Âu cũng bày tỏ ý định gia nhập liên minh này như Thụy Điển, Italia và Anh. Vào ngày 26 tháng 3 tới, Ba Lan và Đức với tư cách đồng lãnh đạo sẽ kích hoạt liên minh cung cấp những khí tài bọc thép cho Ukraine. Đây là một trong những liên minh quan trọng nhất mà chúng tôi tạo ra. Đây là liên minh sẽ viện trợ tên lửa và vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này vào ngày mai tại hội nghị nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine và tất nhiên trong hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng Pháp, Đức và Ba Lan trong khuôn khổ tam giác Weimar. Sau một thời gian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm viện trợ từ khắp các nước châu Âu, Kiev vài ngày gần đây đã đón nhận nhiều tin vui khi EU nhất trí tăng thêm 5 tỷ euro, khoảng 5,48 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu. Trước đó, Hoa Kỳ cũng công bố gói viện trợ quân sự quan trọng trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược và một số xe bọc thép. Các ngoại trưởng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí về nguyên tắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel về tội tấn công người Palestine ở bờ Tây và bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas. Đây là lần đầu tiên 27 quốc gia thành viên EU theo bước Hoa Kỳ và Anh đồng ý trừng phạt những người định cư Israel cực đoan. Quyết định trừng phạt lực lượng Hamas và những người định cư Israel tại bờ Tây được đưa ra tại cuộc họp các ngoại trưởng EU hôm 18 tháng 3 ở Bruxelles, Bỉ. Phát biểu trước cuộc họp, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, cuộc họp ngoại trưởng lần trước không thể thực hiện được quyết định trừng phạt này, nhưng lần này đã có thể. Một thỏa hiệp vững chắc đã được thống nhất ở cấp độ ngoại trưởng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ được tiếp tục cho đến khi thỏa thuận sớm được EU thông qua hoàn toàn. Thỏa thuận chính trị đã có. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Kertak từng cảnh báo các khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở bờ Tây đang được xây lên với tốc độ nhanh chóng, đồng nghĩa với việc Israel đang di chuyển dân thường vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Theo ông Tak, việc này cấu thành tội ác chiến tranh và có thể buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự. Dự kiến, báo cáo về việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp của Israel ở bờ Tây sẽ được trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ vào cuối tháng 3 này. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người định cư Israel với cáo buộc trực tiếp gây ra bạo lực hoặc hành vi bắt nạt ở bờ Tây, bao gồm đốt cháy nhà cửa, ruộng đồng và xe cộ, tấn công dân thường và hủy hoại tài sản. Các đối tượng trên đã gây ra một cuộc bạo loạn ở thị trấn điểm nóng Huwara, trong đó nhiều nhà cửa của người Palestine bị đốt phá, khiến một người dân Palestine thiệt mạng. Trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh tình hình tại bờ Tây, đặc biệt là mức độ bạo lực của những người định cư có quan điểm cực đoan, đã đến độ không thể chấp nhận được và là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh. Israel đã lên tiếng phản đối các biện pháp của Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định đại đa số công dân nước này ở bờ Tây đều tuân thủ pháp luật. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, nước này luôn có biện pháp đối với công dân vi phạm ở bất cứ nơi đâu. Do đó, các biện pháp đặc biệt là không cần thiết. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói sẽ diễn ra từ nay đến tháng 5 ở phía bắc dải Gaza. Hơn 300.000 người vẫn bị mắc kẹt do giao tranh. Theo tính toán, số người phải đối mặt với nạn đói đã lên đến 1,1 triệu người. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nạn đói vẫn có thể được ngăn chặn nếu Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và hàng viện trợ từ bên ngoài. Cuối tuần qua, hàng trăm người đam mê múa ba lê đã lấp đầy quảng trường trung tâm Zocalo ở thủ đô Mexico City của Mexico để tham gia lớp học múa ngoài trời quy mô lớn. Hoạt động tập thể thú vị này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo vũ công không chuyên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Những hình ảnh về lớp học này sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí. Đây là lớp học múa ba lê quy mô lớn đầu tiên được tổ chức